học siêu nhộn xin kính chào. Lớp học siêu nhộn, một lớp học độc nhất vô nhị với một ông thầy vô cùng đáng yêu cùng bốn học sinh siêu chất. Hai người Việt cảm thích xa nhau là tình yêu cách cảm. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Thưa thầy, đó là cắt một mảnh người ra cho mảnh người khác. Mỗi tuần là một giáo viên dự giờ khó tính, khó chịu và khó chiều. Bất ngờ, ngộ nghĩnh, thông minh, đáng yêu. Hãy đến với thế giới siêu nhộn của trẻ thơ với lớp học siêu nhộn. Lớp học siêu nhộn kính chào. Yeah. Rồi một hàng ngang xếp. Các con làm khó thầy nữa rồi. Rồi xếp vào đây. Xếp vào đây. Cô đơn. Xếp vào đây. Rồi chưa? Trang phục rất là đẹp. Đẹp quá đẹp. Bây giờ điểm danh nè. Bắt đầu từ Khả Hân. 1, 2, 3, 5. Ồ, có chữ bá. Tỷ số của ta là đủ 4 người. Bắt đầu mình sẽ tâm sự câu chuyện bí mật của lớp học siêu nhộn chúng ta. Dạ. Các con biết không, trường của chúng ta vừa mới chuyển về một cô hiệu phó mới, rất là khó tính. Cô hiệu phó đi dự giờ tất cả các lớp và lớp nào cô cũng đều khó chịu hết. Chỉ còn duy nhất một lớp chúng ta. Những lớp kia loại hết rồi loại, còn lớp học siêu nhộn chúng ta. Bởi vậy lớp của chúng ta tất cả thầy và các em phải đoàn kết lại học một buổi học thật là giỏi để cho cô hiệu phó mình nể mới được. Đúng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy thì hãy thực hiện quyết tâm nào. Kỳ này chúng ta phải quyết thắng. Thầy đứng gì đó để chào con. Để từ từ, sắp tới giờ cô này rất là đúng giờ. Tụi con biết không, cô hiệu phó này tên là Thùy Anh, một cái bà cô già rồi, sống phí bành xác, khó chịu nữa. Bởi vì mình phải hợp tác lại để mà đóng với lại bà cô. Ê, rồi. Chúng con chào cô ạ. Xin chào cả lớp, cô là Thùy Anh. Cô đến đây để dự giờ cũng như là dạy các con ngày hôm nay. Cô nghe đồn lớp này rất là dễ thương, đáng yêu và rất là trật tự nữa. Dạ, mọi người đồn về lớp học siêu nhộn của tôi vậy là thật là chính xác cô Thùy Anh mà. Tại sao các em hôm nay lại mặc bộ đồ này mà không mặc đồng phục? Tại vì ngày hôm nay lớp học siêu nhộn biết cô Thùy Anh sẽ dự giờ nên đã chuẩn bị những trang phục và những tiết mục văn nghệ để phục vụ cho cô. Wow, đó mà. Đúng là lớp của các em khác. Nào, ra đây hãy hát một bài để nói về sự xinh đẹp trẻ trung của cô Thùy Anh hiệu phó. Nào các con, 2, 3. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, mặt trắng như mây, cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu gần gần cháu mới biết bà vui. À, đây. Đây là bà cô hiệu phó. Bà cô hiệu phó. Thùy Anh, theo cô thấy thì hình như là bài này có phải là thầy chủ nhiệm đã dạy cho các con đúng không? Dạ đúng. Thầy chủ nhiệm bắt các con hát bài này đúng không? Dạ. Các con thích hát bài này tặng cho cô hả? Dạ. Đó, tụi nhỏ nó không biết nói láo. Nó chỉ hát bài này để nói lên nhan sắc của cô thôi, cô Thùy Anh à. Giờ cô bắt đầu thấy là lớp học này hôm nay thực sự là siêu nhộn rồi đấy. Rồi, tụi con, rồi, hãy về chỗ ngồi. Dạ. Okay. Nhưng mà trước khi vào tiết thì các bạn hãy giới thiệu về tên của các bạn được không? Dạ được. Ok, con tên là gì? Dạ, cái tên là Nguyễn Thôi, năm nay con 6 tuổi. Năng khiếu của con là nói nhiều. Và rất là đẹp trai đúng không nào? Đúng như vậy, về chỗ. Ok, con cảm ơn. Con tên là gì nào? Con tên là Đặng Khả Hân, năm nay con 7 tuổi. Con có năng khiếu là hát. Mặc dù con mặc áo bà ba nhưng mà con hát cho nó sung sung lên.
con sẽ hát bài nhũ điệu quan giả. Trời ơi, thêm một tiết mục văn nghệ này. Dạ. Đêm quay cuồn trong mơ hồ, loài người như cua điên trong cơn say xỉn cười. Xỉn cười nào, xỉn cười, xỉn cười. Cảm ơn Khả Hân. Lúc mà đây là nói lên cảm xúc Khả Hân là khi mà cô giáo tới thì em nó quay cuồng. Rồi con hãy làm một động tác gì đó để chào cô đi nào. Dạ con chưa hết. À con chưa hết, rồi tiếp tục quay cuồng tiếp nào con. Ta quay cuồng say mê đời, cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang dù xì đi cười lại xì đi cười lên nào. Quá không. Khả Hân đã nói lên cái sự mà khi cô giáo tới đã quay cuồng. Cô quá xinh đẹp và tài giỏi đúng không nào? Đúng vậy, sao? Dạ. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Dạ. Ta chưa bao giờ như bây giờ gao. Có ai là dư dậu vì thằng năm tầng và chưa xuống thì đúng điều rất là quan giả. Này mong muốn ta mãi yêu đời, hãy đến đây tận trong giấc mộng lẻ và người người sẽ đến với nhau người hát. Wow. Cô cũng bị quay cuồng Siri Cry rồi. Cô đây là Khả Hân. Rồi, và tiếp theo, của lớp học siêu nhộn. Dạ, dạ, con tên là Nguyễn Văn Cường. Năm nay con 6 tuổi, con đang học lớp 1. Năng khí của con là đá banh và sở thích của con là đi chơi thể thao cùng ba. Yeah, con hãy làm cái hành động gì đó để chào cô giáo một cách lễ phép đi nào. Con chưa biết. Thì con chào đi, nếu mà gặp người lớn con sẽ chào như thế nào. Đó, rất lễ phép. Rồi, ngoan quá. Rất đặc sắc. Ý kiến cô ơi. Ơi, con nghĩ chào gì đẹp hơn nè cô. Đó, mỗi người đều có một động tác chào hết. Mình đúng không? Khoan cô có ý kiến. Chào như vậy còn đẹp hơn nữa nè cô. Chào như vậy thế nào? Đó, phải có một cú chập lại mới được. Thành viên mới cô nào? Dạ, con tên là Phùng Nguyễn Minh Khang. Năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là đá banh, chơi piano và rất nhiều nữa. Rồi con ra con chào cô đi chứ. Đây là một kiểu chào mà là con suy nghĩ 30 phút. 30 phút mới đầu kiểu chào. Trước khi cô vào đúng không? Chào liên quan đến ba lùn suốt. Chào cô. Nghĩa là con xúc cô đi rồi con mới chào cô. Suốt lại nó có vận của chị vào. Rồi để cô xem mà tiết học ngày hôm nay là con sẽ trả lời cô như thế nào nè. Dạ, thì bây giờ lớp tôi đã sẵn sàng để vào tiết dự giờ của cô Thùy Anh rồi đó. Các con, chuẩn bị đi nào. Chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay ha. Và tiết ngày hôm nay của chúng ta đầu tiên nó chính là kiến thức xã hội. Sẽ có một câu và các con sẽ giải thích cho cô biết cái câu này có nghĩa là gì. Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi ở Cà Mau. Ổ dịch này, tả heo châu Phi và Cà Mau thì con hiểu các từ đó không? Ổ dịch, ý nghĩa cho ổ dịch là gì? Có giống như là ổ gà. Con nghĩ là ổ dịch này bị thiếu chứ con. Con dịch hay đúng. Ổ dịch thì giống tổ con dịch. Dạ. Có ai có chung ý kiến như vậy không hay là có ý kiến gì khác? Khang. Đó là một cái dịch đá heo quay lại. Dịch đang được lây lan ở Việt Nam và theo con đếm chắc cũng khoảng chừng hàng ngàn con heo rồi đấy. Con nghĩ là nguyên được Việt Nam rồi đó. Là dài. Cái Việt Nam chứ không phải riêng cả. Đã những chú heo á nó đã bị bệnh đó. Cái bệnh đó là từ châu Phi nha, ghi là dịch tả heo châu Phi. Đã con heo đó là những bài đó được mai, từ là mai táng á. Mai táng. Đã nó sẽ không có được là ghi làm giống như ở quan tài đâu, nó chung chung với nhau. Mà chỉ nghĩ trang được cái hố là một người sẽ đào một cái hố. Mà nhưng mà phải bịt khẩu trang lại kia đó không có bị lây vậy. Tại vì dịch đó có thể lây lan đến người hay đúng sao á. Đúng như vậy. Vậy thì cái triệu chứng của con heo đó là như thế nào? Nó sẽ giống như là nó sẽ nằm lì. Nằm lì. Nó kiểu như chết luôn á. Chứ không phải là châu Phi là nói con heo nó đang màu trắng nó sẽ biến thành màu đen. Con heo á thường là nó hồng nằm nhưng mà hình như theo con thấy nhắm là mấy con heo bị nó sẽ màu nhạt hơn. Màu nhạt hơn. Rồi, đó là ý kiến của bạn Khang. Đúng rồi. Cô rất là cảm ơn thông tin của các con trong câu hỏi này. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một câu hỏi khác. Lửa đang thiêu rụi rừng Amazon với tốc độ 110 sân bóng mỗi giờ. Có ai hiểu câu này không? Dạ con hiểu. Con hiểu. Will trước đi. Dạ tức là một ngọn lửa chạy với tốc độ cao đốt hết cả rừng Amazon với tốc độ một tiếng là chạy được 11 vòng.
11 trăm vòng. 11 trăm vòng. Nhưng Amazon không dễ bị đốt đâu cô. Amazon một trong những cái rừng nổi tiếng. Ở đâu nhỉ? Rừng Amazon ở đâu nhỉ? Dạ, Amazon hình như là ở châu Phi. Còn ai cảm nhận thấy câu này thế nào? Khang. Là vậy nè cô. Thì theo con biết là rừng Amazon á, những cái khu rừng đang bị phá hủy với tốc độ là 10 tấn bóng mỗi giờ rồi. Mà theo cái nhiệm vụ này để làm cơn lửa đang cứ từ từ đang cháy hết nguyên cái tài nguyên mà được là một nơi cung cấp rất nhiều oxy cho thế giới. Wow. Và thậm chí là Việt Nam luôn. Oxy nó bay sang Việt Nam luôn. Có thể bay sang Việt Nam nếu là đủ may mà không bị ai hút trước. Hít vào nó thì làm sao nhỉ con nhỉ? Nó sẽ tốt và mình sẽ thải ra khí CO2. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nếu mà không có rừng á, cô biết không? Nó giống như là cái mạng lọc vậy á. Nên nó chúng ta là sẽ là chết ngợp vì đó. Giống như là lá phổi mà lửa ra giống là con da đi chặt chặt từ từ. Theo công nghĩ á, đã ít nhất cũng phải là hơn 60 sân bóng mỗi giờ bị mất. Và bây giờ nó đang cháy hết là 110 sân bóng. Nghĩa là trong rừng Amazon có sân bóng trong rừng Amazon hay là diện tích rộng như sân bóng? Diện tích rất là rộng như là sân bóng thôi. Ồ, chứ làm sao mà trong rừng có sân bóng được. Mà nếu mà có sân bóng là nó chắn bóng thì chi mỹ lên cái sân cờ đó. À, cô hiểu đấy. Đúng chứ sao. Okay. Nhưng mà thực sự ý kiến cô. Nào bây giờ cho nốt bạn nào là bạn nào có ý kiến? Ok, chào bạn nữ trước nha, bạn Hân trước nha. Dạ, là nếu như một hồi á, bạn này có nói nhiều quá, cho tụi con ngủ một giấc để chơi qua nhanh lẹ. Đó là ý kiến cá nhân của cả Hân ghi nhận. Thì Nguyên có ý kiến gì nào? Có ý chung ý kiến nếu với cả Hân thường không? Nếu mình làm hiệu phó thì phải trải ra cái thời kỳ làm cô giáo. Làm cô giáo thì mỗi lần mình làm xong một thứ gì là mình nộp thì cô phải chấm điểm mà. Mà bây giờ thấy cô khác rồi. Cô đang định chấm điểm đấy á, con giơ tay nè. Học trò tôi nói đúng. Muốn làm hiệu phó là phải trải qua một quá trình làm giáo viên. Nên cô biết là xong một bài tập phải chấm điểm cho các em đó. Đúng, cô biết, cô đã nói khi mà cô bước vào đây, cô đã biết là các con nói sẽ rất là nhiều. Nhưng ai ngờ cô vẫn là bị kém lời trước các con đó. Và cô đang định là tặng cho mỗi bạn một huy hiệu để coi như là chào mừng cô đã đến với lớp. Nên cô sẽ tặng cho các bạn mỗi người một huy hiệu trước. Này, tặng cho bạn một. Bạn một. Đây, tặng cho bạn một. Con ý kiến nữa là cô không tặng con. Bây giờ không. Ok. Cô hiệu phó đã bắt đầu thể hiện quyền lực của cô. Đấy. Không để đi một hồi đếm để. Rồi, sau hai câu hỏi vừa rồi thì cô thấy là các bạn đều rất là năng nổ. Nhưng với bạn Khang thì bạn trả lời rất là đúng. Thế nên là cô sẽ tặng thêm cho bạn Khang hai huy hiệu. Hay quá. Cô để đây coi. Và bên này cũng rất là hợp tình hợp lý. Thế nên cô cũng sẽ tặng một like cho các bạn. Được chưa nào? Đến với phần thứ hai thì chúng ta sẽ kiểm tra trí tưởng tượng. Các con biết là tiết này nó sẽ là tiết gì không? Dạ, đó chính là tuyết tư duy sáng tạo. Wow. Đúng rồi, hay gọi cách khác đó chính là đuổi hình bắt chữ đúng không nào? Dạ. Yes. Đuổi hình bắt chữ. Hình đầu tiên. Không biết. Cả hai bên đều giơ tay về hai bạn. Còn tù xì đi, xem ai thắng thì sẽ được chọn. Quánh tù xì ra cái gì ra cái nào. Rồi, bạn Thân được trả lời rồi. Dạ, là con cáo nó đang đứng tìm những cái bản tin mới ở trên báo. Nên là nó làm như vậy nè. Còn đây là một tờ báo các bạn. Còn đây là vậy. Hết chưa con? Anh Khang thông minh rồi. Hết rồi hả? Con biết cô ơi. Thì cuối cùng có nghĩa là cái này là từ gì? Là con cáo. Con cáo đang đọc báo thì nó không hề ăn cháo. Đó là ý kiến của con. Giới thiệu của con. Rồi, rồi con nói đi. Dạ, đáp án của con là con cáo đang giới thiệu, là nó đang giới thiệu thời sự tiếp theo. Ví dụ sẽ có nghĩa một... nó giới thiệu thời sự. Đúng như vậy. Đúng rồi. Sẽ có một cơn bão to đến gì đó. Giống như là con cáo nó đang quảng cáo về tờ báo. Dạ, không quảng cáo. Và là giới thiệu. À, giống như là giới thiệu, giống như là khi mà cầm chai dầu ăn rồi ví dụ hay để giới như vậy thiệu đúng không? Cái này ở giá ngoài thị trường với giá 1.000 cây. À, là con cáo đang quảng cáo. Đúng, thực sự là trí tưởng tượng phong phú. Bây giờ cô sẽ mời đội còn lại có thể đưa ra một câu trả lời khiến cô hài lòng hơn không? Cương, con hãy nói về cái hình ảnh này là như thế nào?
Dạ, thời năm xưa người ta mới sản xuất ra tờ báo thì con cá này mới quảng cáo tờ báo để mọi người đi mua báo đi đọc. Ý kiến của cô ơi. Nào mời con. Dạ, là câu trả lời của chúng con là chữ báo cáo. Dạ, con cáo đang báo cáo về cái tờ báo hôm nay. Thế có điểm gì hay và để có điều buồn và nó đang báo cáo. Tại sao con lại nghĩ vậy? Tại vì có chữ báo, mới có con cáo là báo cáo. Hay. Hay quá. Con làm một bài rất là giỏi. Và cái môn này ngày xưa là con chơi hoài á. À, con chơi hoài hả? Đội bên này có đồng ý với cả câu trả lời đó. Dạ, con hài lòng lắm cô ơi. Rồi, sau câu trả lời của các bạn thì cô thấy là mọi người đều có trí tưởng rất là phong phú. Nhưng câu trả lời của bạn Khang mới là chính xác, đó chính là báo cáo. Bạn ơi, bạn Khang. Hay lắm. Con chơi hoài á cô. Cầm cây thôi. Nhưng mà lý lẽ của Khả Hân và bạn Will cũng đúng. Giống như là quảng cáo, con cáo đang quảng cáo tờ báo. Đúng rồi, vậy, đúng không? Đúng. Cô rất khen cho các bạn đã có suy nghĩ. Vậy nên cô sẽ tặng cho các bạn thêm một huy hiệu. Yeah. Nhưng với câu trả lời đúng của bạn Khang là phải tặng cho bạn thêm một huy hiệu nữa. Đó. Ai quá. Cũng có quà đúng không? Cô ơi, con không quan trọng thắng thua, biết con quan trọng gì không cô? Ừ, con quan trọng gì? Cô quan trọng, cô thấy cô có nghiêm túc hay học, có nghe đó thầy đói cô khó tính lắm và nãy giờ thấy cô chưa la một câu luôn. Thế thì bây giờ cô la này, sang hình tiếp theo. Rồi xong. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Cô đang dễ, cô đang cô đang rất là dễ với con. Bây giờ cô sẽ la đây này. Hình đây là gì? Trả lời được không? Dạ yeah, con. Trả lời đúng nha. Cô ý kiến cô sẽ nói cho cô cười lại. Nhưng mà tốt nhất cô nên hiền lại. Tại vì đây là lớp học siêu nhộn nên là không nên căng thẳng, không nên căng thẳng. Vậy thì Will cứ lại nói câu gì đó cho cô cười lại đi. Các bạn thích cô khó tính hay cô dễ tính nào? Dạ, cô dễ tính. Rồi, cho một cái có tay cho cô Hiền nè. Cô chuyển đổi cảm xúc nào. Ý kiến cô ơi. Cô lại hiền lại rồi. Ý kiến cô. Rồi, con nói đi. Will. Dạ, đáp án của cô là con ngựa quân sự để cầm cái dù để che mưa. Con gì? Con ngựa quân sự. Dạ đúng rồi. Sự đang dạ hồi xưa thời đại chưa phát triển phải xài ngựa để chiến đấu đó. Đó. Nên con nghĩ là thời đại đó. Nhưng mà con không hài lòng. Con không hài lòng với bạn này tại vì con ngựa này là con ngựa màu trắng, là con ngựa bạch chứ không phải là ngựa dùng để chiến tranh. Con ngựa đó người ta đang luyện con ngựa y tế, tức là con ngựa dành để cấp cứu, ví dụ đang trời mưa mà có người nào bị chấn thương nặng á thì con ngựa chạy ra che mưa cho người đó. Dĩ tình không hài lòng luôn. Câu trả lời của chúng ta là ngựa ô, bởi vì con ngựa đang cầm cái ô và cái chữ này là hơi bị sai vì dù con ngựa này màu trắng nhưng ngựa ô là phải màu đen. Rồi chưa, đáp án cuối cùng chốt cho được không? Dạ, tụi con là ngựa ô. Ngựa ô. Còn Minh Will? Dạ, tụi con là con ngựa y tế. Trong những loại ngựa màu trắng thì con nghĩ con ngựa y tế sẽ không chiến tranh giống như mấy con ngựa nâu. Đúng như vậy. Khi mà cô nghe các đội nói mà nghe thầy chủ nhiệm nói thì cô thấy đúng là cả hai đội đều có lý. Đội này thì là ngựa ô thì chắc chắn là mọi người đã nhìn thấy con ngựa cái ô là ngựa ô. Còn đội này cũng có lý nhưng mà ở thành hành tinh khác nha các đội này. Nhà, ok, rồi đội này sẽ được 2 huy hiệu và đội này sẽ được 4 huy hiệu. Hoan hô. Yeah. Cảm ơn cô. Các con ơi, cô hiệu phó bắt đầu sợ sợ mình đó. Kế hoạch mình sắp thành công rồi. Cố gắng lên. Yeah. Rồi, qua phần đuổi hình bắt chữ vừa rồi các con thấy thế nào? Quá khỏe luôn, quá còn năng lượng, quá năng động. Dạ đúng rồi cô. Đúng rồi. Cái chiến đấu của cô đúng chưa rồi. Xài được gì. Bây giờ nếu cô, bây giờ nếu cô chán nó sẽ làm cô vui lại. Cô sẽ lại tìm cho cô. Rồi, dễ thương quá. Con sẽ cho cô một like trên kênh YouTube của cô. À. Dạ đúng. Yeah. Kênh YouTube của cô cũng đang ít người coi quá, con lên con like giúp cô nha. Dạ. Rồi, qua phần tiếp theo đó chính là phần tập đọc. Đọc mà không có dấu ấy, các bạn thấy sợ không? Dạ được. Dạ được luôn. Cô ơi, ý con là nói cô chỉ đố mấy câu lớp 1 thôi, đừng đố câu lớp 2. Cô sẽ đố những cái câu mà rất là dễ thôi nào. Cô sẽ gọi theo thứ tự từ bên này trước. Nào, bạn đầu tiên là Will, đứng dậy Will. Nào. Phải nào, cho khả năng nói nhiều của con được tỏa sáng. Dạ, để con nhìn, để con trí tuệ suy nghĩ của con. Cố gắng chờ thêm 10 tiếng nữa ngành nếu suy nghĩ. Cố gắng chờ thêm 10 tiếng nữa ngành nếu suy nghĩ. Rồi, con ngồi xuống suy nghĩ đi. Bây giờ tụi mình ngủ. Tới cả hơn. Cô điên rồi, cô đi nấu cơm điên. Cô điên rồi, cô đi nấu cơm điên. Đúng không? Có duyên rồi. Có duyên rồi, tiếp. Có. Có. Gì. Gì. Nấu cơm gì? Gì? Rồi. Con giải thích cho cô. Rồi xong. Cô, Khả Hân là
có duyên rồi, có gì nâu cơm gì. Tới cơm rồi. Cô. Cô điên. Cô điên. Rồi. Cô điên rồi. À, đó là những cái đề cô ra thôi. Đúng, cô chính là cô đưa ra mà cô biết nói gì đây. Cô đi. Cô đi. Đi. Nấu. Nấu. Nấu gì con? Cơm. Cơm. Đi. À rồi. Câu của Cường là cô điên rồi, cô đi nấu cơm đi. Cô thấy buồn quá. Bây giờ tới Khang nè. Nào con nói sao con nói nha. Cô. Cô điên. Điên. Rồi. Cô điên rồi. Đâu đọc lại coi. Cô điên rồi. Rồi con đọc lại coi. Cô điên rồi. Thầy ơi, thầy mình xuống cái câu. Tôi quên, tôi dạy thầy... kỹ, tôi dạy kỹ học trò á. Không ngờ à xin cô lỗi. Cô ngồi đây, cô đang hơi thấy nóng nè. Cô để cô ngồi. Không giỏi mà. Rồi, đọc lại nè. Cô điên rồi. Cô đi nấu cơm. Rồi, chúng ta chuyển đến học sinh các bạn còn lại nào. Bây giờ con, câu của con là gì? Có con hả cô? Đúng rồi, còn mỗi con thôi đó. Có duyên rồi, có cô duyên. Đi nấu cơm đi. Có duyên là có gì? Có duyên là có chồng đó. Duyên. Có dạ, cô, duyên mà. Cô có chồng rồi thì cô hãy đi nấu cơm đi. Ý của bây giờ nghe cô một đáp án này. Nghe cho rõ đây này. Cô lại bắt đầu điên, cô lại bắt đầu điên. À cô lại bắt đầu. Cô bắt đầu nóng tính rồi đấy. Có. Có. Điên. Điên. Rồi. Cô đi nấu cơm đi. Có điện rồi. Thì là như vậy. Đúng rồi. Thì cô đi không được. Câu này là cô mang đến cho các con một câu rất là trong sáng, vui vẻ và nhẹ nhàng mà các con làm cô rồi đây này. Không ai nói đúng hết, nhưng có một bạn làm cô cảm thấy rất là giải trí và sảng khoái. Đó chính là bạn Hân đã cho cô một cái đáp án cô không hiểu gì hết nhưng mà cô nghe rất là vui tai. Vậy nên là cô sẽ tặng cho bạn ý 2 huy hiệu. Quá ngô cả Hân. Con cảm ơn cô. Ai đúng được 4 huy hiệu mà cô? Nhưng có ai đúng đâu con. Phần này vui quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Đó chính là một phần rất là tốn nhiều công sức. Đó chính là phần tranh luận. Các con biết tranh luận là gì không? Đâu với con ơi. Rồi nói đi. Là đấu tranh với nhau. Ví dụ đấu là nó nhiều hơn tranh với nhau. Nói câu này mà nói câu kia lại. Cũng đúng. Không cho người ta một câu nói phản công luôn. Cái đó giống cãi lộn. Cái đó giống cãi lộn đấy không con? Cái đó là cãi lộn. Tranh luận là người này nói người kia nghe. Người kia nghe xong người này nói. Còn hai người giành nhau nói là cãi lộn. Will hả? Hả? Rồi rồi, chúng ta sẽ đến với phần tranh luận ngày hôm nay. Nào, trẻ em có nên dùng điện thoại hay không? Giúp. Được rồi, cho cô hỏi một câu. Ở nhà các bạn có ai có một cái điện thoại riêng không hay dùng của ba mẹ? Dạ, con thì đi xài iPad riêng thôi cô, chứ không có điện thoại gì. Con cũng vậy. Nhưng con... mà cái iPad con bị hư rồi hết xài được nên con bây từ đó tới giờ không còn nữa. Con không có điện thoại riêng, con có iPad nhưng iPad con đã bị hư. Bởi vì một sự tình trạng quá cấp, em con đã dùng iPad nhúng xuống dưới nước. Ai cũng đều có một cái iPad chứ không có điện thoại. Còn Khang? Dạ con không có gì hết. Tới lần con đi vô cái chỗ TV quên, con định gấp xém gấp trúng qua điện thoại mà không gấp trúng. Có ít dụ tỷ lệ buông thả nó gấp lên ra. Tỷ lệ buông thả đất đi rất là trọng, nó rớt xuống cái bạch, rớt xuống cái bạch. Thầy vừa nghe con dùng cái câu là tỷ lệ buông thả là ý nghĩa sao? Tại vì khi mà cho máy gấp thú á, để có thể giống như mình gấp đơn chưa nên vui. Bởi vì sao? Nó vẫn có thể rớt xuống được. Nếu mà cái đồ chơi nó nặng quá, đồ chơi mình nó thú bông mà có tay á, mà có cầm trúng cái phần tay xong nặng quá nó cũng rớt xuống cái bệnh. Ngày hôm nay học trò của tôi đã đem tới từ rất là mới lạ cho cô, cần phải học hỏi thêm đó. Là cô sẽ tiếp nhận vào cái câu tỷ lệ buông thả để khi nào mà cô đi gấp gấu á, là cô sẽ phải sử dụng cái tỷ lệ đó cô gấp. Nhưng mà câu hỏi ở đây đó chính là điện thoại, là các bạn đã sử dụng qua điện thoại rồi đúng không? Các bạn đã cầm điện thoại để vào mạng này, lên xem YouTube các kiểu đúng không? Dạ không, con không xài điện thoại. Con chỉ xài TV thôi cô. TV tốt hơn điện thoại nhiều. Con cũng vậy, con chỉ xài
tivi thôi à? Con cũng xài tivi thôi. Con thì đã từng xài điện mẹ thoại. Mẹ con á. Bây giờ đa phần con không xài điện thoại nữa mà một iPad. Độ tuổi con nên dùng điện thoại, nên dùng iPad không? Con chỉ dùng tivi thôi. Mỗi lần á, con cứ ở nhà là con coi tivi. Trừ khi con đi học, mẹ con mới được coi tivi. Tại sao lại thế? Tại vì á, mẹ nói là con ngồi yên một chỗ là làm mẹ vui rồi, không cần phải đi tới đi lui đâu. Con ngồi yên một chỗ là làm mẹ vui rồi, không cần phải đi tới đi lui đâu. Nên là con chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi à. Còn lúc con đi học thì con có thể đi tới đi lui trong lúc giờ ra chơi. Thì mẹ ở nhà con mẹ coi tivi. Có nghĩa là con coi tivi để con đỡ đi tới đi lui. Con có thích dùng mà những đồ điện tử đấy không? Dạ cũng có. Cũng có nhưng mà giới hạn. Thì một ngày thì có thể là Khả Hân có thể coi một tiếng hoặc hai tiếng, sau đó sẽ đi học bài. Khả Hân hả? Đúng. Không phải. Không phải. Tại vì ở nhà cơ chỉ cơ 15 phút rồi con sẽ đi học bài. Học đúng bài xong vậy. Con sẽ đi ngủ thôi. Khả Hân chỉ coi 15 phút thôi. Thế còn bạn Phil, bạn như thế nào? Dạ khoan. Con cần có một lời nữa là tất cả bạn nhỏ ở trong chương trình thì ai cũng nói như vậy hết, nhưng mà về nhà lại lật cái bộ mặt thiệt ra hết luôn rồi. Đó là mặt lớp học đây, đây chính là, đó là lớp học của mặt lớp học. Thầy ơi, thầy nói cho thầy nghe nè, con không thích xài điện thoại đó làm ảnh hưởng tới con bác. Cái xoáy của điện thoại để chiếu cho bác sẽ làm mình bị buồn. Con có thể xem một tiếng đồng hồ, nhưng mà chừng nào mà con bị có những cái triệu chứng như là mắt đỏ đau đầu thì con phải sẽ dừng. Ok rồi, cô đã nghe thấy rất là nhiều ý kiến của các bạn. Và tất cả thì đã có chung một ý kiến, là chính là xem vừa phải thôi. Và chúng ta phải dành thời gian cho gia đình, cho học tập đúng không? Dạ đúng. Và câu trả lời này cô cảm thấy rất là hài lòng. Và đến đây thì cũng là kết thúc cái buổi dự giờ của cô rồi. Hay quá, kết thúc rồi. Mấy em ơi, mình đã về đích. Đi ra những kết quả nào. Hy vọng lớp mình sẽ chiến thắng những lớp khác. Rồi nào, mang ra đây nào. Phần cuối cùng cô rất là hài lòng. Vậy nên là mỗi đội cô sẽ tặng cho số huy hiệu bằng nhau. Đó chính là 5 huy hiệu mỗi đội. Và chúng ta đã có kết quả tổng kết. Lúc nãy Khả Hân đếm là 10 cái huy hiệu. Ủa đâu có đâu. Vậy mà. Đúng rồi. Bạn này nhảy rớt trong mông ra thêm 2 cái huy hiệu. Là 12. Còn đội của Khang. Dạ đội con có đếm là được 15 huy hiệu. 15 huy hiệu. Đội bên này đã thắng hoan hô. Yeah. Đội nào thắng thì sẽ được đeo vòng tay nha. Yeah. Đội thắng thì sẽ được nở hoa, còn đội thua thì được nở trứng. Đó. Và Khả Hân đã nói một câu là đội thắng thì sẽ nở hoa, nhưng đội thua cũng được nở trứng. Đội nào cũng có một cái gì đó nó riêng biệt khác. Và sau ngày hôm nay thì xin cảm ơn cô hiệu phó đã đến dự giờ chủ lớp học của chúng tôi. Cô hiệu phó cảm nhận thấy lớp tôi như thế nào? Đến với lớp học siêu nhộn thì cô đã dễ tính hơn rất là nhiều. Và cô cảm thấy đây là một lớp học rất là đáng yêu. Dễ thương và chân thương như cô đã nói đúng không nào? Vậy là chúng ta đã thành công rồi. Và cô có thể đến đây bất cứ lúc nào nữa sẽ thì rét.